Mến chào quý vị khán giả và các bạn đang xem kênh. Hôm nay cửa hàng Gia Đình Điện của tôi rất là vinh dự được đón tiếp nghệ sĩ, nhạc sĩ Minh Nhàn HTV, là tiếng đàn rất là nổi tiếng, rất nhiều năm trong ngành của guitar vòng cổ. Hôm nay Minh sẽ cùng với anh Nhàn để khám phá cái bộ dữ liệu tiếng ở trên dòng phơ mới, đó là NUS MG300 dành cho các anh em nghệ sĩ yêu âm nhạc vòng cổ. Mời các bạn cùng nghe qua các cái tiếng của nó mà tôi và anh Nhàn vừa làm xong cả buổi ngày hôm nay. Bây giờ đàn thử cho các bạn nghe cái tiếng được mang, tiếng thường đó. Số 1 chúng ta có 4 tiếng là ABCD. Đó, như vậy đó. Tính theo ABCD cho không tính 1, 2, 3, 4. Rồi đây là tiếng thứ C. Octave này là tôi sắp xếp là xài octave trầm nha các bạn nhé. Rồi,
thứ tư của nó là tiếng 1D. Okay. Đó là tiếng Pfizer. Tức là tiếng sấy đó các bạn. Thêm đó là tiếng sấy này rất dày, nó cũng tùy theo ở các cây đờn của các bạn. Có nhiều khi cây đờn của các bạn chét nhiều, chúng ta nên xử lý trên cái hộp này, trên cái phơi này xử lý lại, nặng cho tiếng mình nó dày lên. Tại vì thường thường cái mô pin của các bạn là chét nhiều quá thì buộc phải xử lý lại. Cho nên khi các bạn cần làm tiếng thì hãy đem cái đờn của các bạn tới để nghe phơi cái đờn đó là chép nhiều hay là bắt nhiều. Sẵn các bạn cũng đừng có lo lắng quá, cứ yên tâm. Tại vì ở đây có số điện thoại của anh Nhàn ở bên đây. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Nhàn. Tất cả các vấn đề về đàn, phơ, loa, về nhạc cột cổ, bộng cổ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp. Số điện thoại anh Nhàn đọc luôn để. Số điện thoại của tôi là 0938675959. Cảm ơn các bạn. Bây giờ các bạn nghe thử chủ đàn một câu dân cổ trên cái tiếng Pfizer này. Đó là gọi là tiếng sấy đó. Cái câu chuyện vui về cái đàn này đâu. Cái đàn này á là sự tôi đã bán cho người khác rồi, nhưng mà vì hai vợ chồng họ bắt đầu cái chiến gì đó, họ đặt cái đàn này đi, cho nên nó bị bóp béo đây, và mô pin cũng hư hết trơn, cho nên tôi cũng đã sửa lại hai nguyên cho họ. Và chuyển đổi thành cái đàn relic giống như của Mỹ vậy. Mỹ nó cũng làm mấy cái đàn mà kiểu như nó bị trầy suốt như kia đó. Đúng rồi, cái này là tôi chưa giảm giá lại. Nó cũng còn bị trầy suốt vậy, tôi chưa có giảm giá lại. Nếu các bạn nào mà có đàn mà bị mâu thuẫn, bị đập hay là bị hư gì đó thì cũng có thể liên hệ với anh Giang có thể sơn cước lại. Cái đàn này là do thân tôi sơn luôn. Thân tôi ngang tôi sang cái đường cái đàn này. Và các bạn nếu chưa có đàn cũng có thể liên hệ ok đàn. Các bạn cần có đàn thì liên hệ tôi. Số điện thoại là 0938675959. Rồi bây giờ mình tạm thời mình qua cái bằng số 2. Bằng số 2 nó là 2A, từ 2A cho đến 2D. A B C D đó là bố cũng bố kiếm. Qua đây thì mình cũng lại xài cái tiếng đồng anh cũng giống như thường thường lại thôi. Rồi cái tiếng thứ hai của nó lại tiếng B đó, lại là tiếng kèn áo chở ta mình trộn nhau. Như thế đó thì các bạn nghe đó, nếu mà có muốn sửa thêm một cái gì đó thì tùy mình. Chứ theo tôi thì do so cái hộp này đó thì tiếng kèn nó như vậy là cũng đã hợp lý rồi. Bị gì cái giá nào thì nó phải có cái như vậy thôi. Bị gì cái giá thành của nó chỉ có 3 triệu 2 tại là 3 triệu 2. Nhưng mà ở đây các bạn yên tâm, có rất nhiều tất cả các mức giá cho các bạn. Sau lưng tôi có 10-100 giá hiện tại nha, tại vì thời gian nó có thể thay đổi, đó là 2 triệu rưỡi. Các bạn làm tiếng có thể liên hệ được tới số điện thoại của anh Nhàn ở trên màn hình.
Rồi cái này hiện tại là hợp lý nhất là 3,2 triệu thì nó có thể là tiếng máy tính và có bi có dữ liệu. Rồi cái này tôi có thêm Sonic Key, hiện tại giá là 3,5 triệu là cái model mới nhất hiện tại. Ngày chơi bởi chúng tôi cũng sẽ khai thác tiếng ở trên cái phone này. Rồi dòng nữa là Sonic Key 100 gọi là Matrix Sport 2, nó tương đương với GT1 các bạn, là giá là 6,5 triệu, khá mềm. Còn rất nhiều loại mà vài bữa nữa chúng ta sẽ khai thác hết tất cả dữ liệu về guitar cổ cho các bạn. Dạ, ok. Rồi. Đây bây giờ cái này là tiếng kèn, tiếng thứ hai, tiếng 2D, 2C. 2C nói lại là pha sơ và kèn. Đó là tiếng số 2D, 2C. Rồi 2D nói lại là tiếng flanger, quặng. Sử dụng cho tiếng nhạc cũng được, hoặc là mình đờn bằng những bài quảng cũng dẫn được nha các bạn. Quên hồi nãy anh em mình quên là cái tiếng đàn bầu. Nhưng mà thực tế em cũng có làm rồi, ở trong cái bộ dữ liệu của em. Thì các bạn muốn thêm, em lót vô. Đúng rồi, em sẽ lót vô, đưa thêm cho em là tiếng đàn bầu với là tiếng sến. Tiếng sến giống y chang tiếng organ luôn. Đó. Các bạn đánh nhạc hiện đại, nhạc cổ đều được. Chúng mình sẽ lót bổ sung vào, mình sẽ bổ sung nào. Để cái danh sách bộ tiếng ở bên đây các bạn có thể nhìn xem. Rồi, ok. Rồi, bản 3 thì bây giờ mình chở về băng ba thì ba tiếng ba an khác, có đợt man nhưng mà đợt man này nó khác hơn. Nói về cái đường dây tín hiệu của cái phơ này nó hiện đại hơn mà nó nhiều cái slot, nó nhiều cái chỗ hơn để sắp xếp. Thì các bạn có thể bấm nút edit để các bạn xem cái đường dây của nó. Các bạn có thể thấy có đến 10 hiệu ứng ở đây, mỗi một cái cột ở dưới đây là một cục phơ tương ứng đó. Thì chúng ta có thể nhét rất nhiều hiệu ứng ở trong đây, bấm qua để xem nè. Trong đây nó có compressor, effect, amp, EQ, noise reduction, mod, modulation, delay, reverb, rất nhiều thứ. Mà người chỉnh tiếng, cái này là phần của một người chỉnh tiếng, kỹ thuật nó phức tạp lắm. Tụi tôi cũng mất cả buổi, cả ngày mới làm được. Rồi, mời các bạn thưởng thức tiếp. Tiếng đồ ban nha các bạn, tiếng đồ ban này khác hơn tiếng đồ ban này. Trước khi sang ban số 3, thì khi các bạn mua hàng, các bạn sẽ được bảo hành ở cửa hàng là 6 tháng, kèm với lại chế độ đổi, nếu mà lỗi một đổi một trong một tuần, tức là 7 ngày kể từ ngày các bạn nhận hàng, nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng ha. Rồi bây giờ là tôi mời các bạn nghe băng số 3 mà tiếng được man nó lại nịch hơn là cái tiếng được man đầu tiên mà tôi đã giới thiệu các bạn. Bây giờ qua băng số 3 các bạn nghe thử cái tiếng được man. Tiếng này rất mạnh, rất lực và rất là chuẩn và rất là chính xác, chắc tiếng nữa. Các bạn nghe là cái tiếng đàn nó lớn mạnh và nó bị ráo hơn nữa, nó sạch hơn nữa. Giờ tôi cũng đờ thử một câu cho các bạn nghe nha. Các bạn chú ý cái tiếng hợp chứ đừng chú ý cái đàn đàn tôi nha. Thank you.
đàn của băng số 3, 3A. Đó là cái độc băng mà khai thác sau đó, là tức là nó khác với tiếng của băng số 1 và số 2. Hồi nãy băng 1-2 là mình sử dụng cái loa Fender Twin Reverse. Còn băng 3 ở đây là mình sử dụng cái loa rồ lăng Jazz Chorus 120, cho nên là chất tiếng sẽ chắc hơn. Chắc hơn, sạch hơn. Rồi bây giờ là nghe cái tiếng hạ quy di, ví dụ cái tiếng hạ quy di mà các bạn muốn pha vô, đang đờn mà muốn pha vô thì các bạn bấm lên băng, thay đổi của băng băng đó, rồi mình bấm lên chỗ nào mà nó có tiếng đó thì mình phải sử dụng. Ví dụ là cái tiếng đờn của hạ quy di thì các bạn phải đờn đúng chữ của hạ quy di thì nó sẽ ra. Ví dụ như là trong đây nó nói chung là mình copy từ cái băng, từ cái tiếng được man đầu tiên của băng số 3 mà nâng cấp đó, thì tôi copy cái tiếng đó qua đây để tôi làm lên thành tiếng hậu gì, cho nên nhiều khi nó có thiếu chép hay thiếu quát gì tùy theo sở thích các bạn nha. Các bạn có muốn nâng cái gì đó thì tự mình sẽ nâng trong đây. Rồi, nếu không biết nâng thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại của anh Nhàn hiện trên màn hình. Đúng rồi. Và bây giờ mình đổi qua tiếng khác thử ha. Đây là cái tiếng gì? Này là detune. Detune, tiếng detune sẽ làm cho cái tiếng nó sắc bén hơn, nó bén. Nên nó hơi bay một xíu. Nhưng mà nếu mà tiếng này mà không cho bay á thì nó không hay. Nó phải bay. Hãy bay một chút xíu vậy đó. Anh em bên tân nhạc á, thường thường á mà tiếng mà bay nhiều quá người ta cũng không thích. Bay nhiều quá nó không hay, nhưng mà thật bay vừa phải á thì nghe nó khác đi. Mà các bạn nghe thử tiếng được tôi nghe nha. Mình đợi ở đây nhưng mà tiếng nó bay đằng kia kìa. Tiếng nó bay đằng kia kìa. Cho nên gọi là tiếng đồ tôn là nó vậy, mà phải cho nó bay chút xíu mới đúng là tiếng đồ tôn. Rồi tiếng thứ tư, tiếng đề, đó là tiếng Cross này cũng nâng cấp luôn. Cross nó khác chút xíu. Cái tiếng Cross này nó lại có lực hơn của tiếng Cross đằng đầu hồi nãy, là mặt số 1 đó. Qua băng này cũng nâng cấp hơn xíu, là tiếng nó chắc, nó địch hơn và nó sạch hơn nữa, mà nó lực hơn nữa. Các bạn nghe kỹ nha. Nhưng mà trong đây nó có tiếng hơi chút xíu bay nha, nó hơi bay chút xíu tiếng của cái nền của mình, nhưng mà phải vậy nó mới nó ra cái lực đó ha. Rồi ba lần hả? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có băng thứ tư thì mình cũng lấy lại tiếng đồ man giống như là băng số 3, tiếng băng đồ man bình thường nhưng mà lực hơn nha, nó lực hơn. Thì nãy mình lấy cái là 120 phải không? Đúng rồi, Jazz Chorus 120. Đó nó vậy đó, thử xài qua cái tiếng đó thì nó sẽ chắc hơn, lực hơn. Nó ra cái tiếng này đó thì nếu mà các bạn khải cái tiếng chép và tiếng bát á, tiếng nào nó có cái lực của nó hết. Còn mình xài cái một hồi nãy đó, tôi lấy cái tiếng đồ anh đầu tiên á, thì cái tiếng nó hơi, ví dụ như các bạn đờn bát thì nó hơi cũng do là cái mô bin mình thôi, tức là mình sử dụng cái chương trình đó thì cái buộc nó phải như vậy. Ví dụ là buộc nó phải là bát nó mạnh hơn, hoặc là chép nó lép hơn chút. Còn nếu mà con mô binh mà các bạn hay nữa thì nó lại nó đều hơn nữa, nó sẽ đều hơn, hoặc là tiếng chép nó cũng đều vậy, mà tiếng bắt nó cũng vậy. Vậy đó, nó được hơn vậy. Đơn giản nhất thì các bạn cứ liên hệ với anh Nhàn số điện thoại trên màn hình thì anh sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái phần tiếng đó. Các bạn thấy được khải không không nè, khải không nè, không cần phải mạnh tay tim nha các bạn, không cần. Cái chương trình này nó rất là lực cái chỗ đó đó. Tôi khải rất nhẹ nè mà tiếng nó ra rất là lực. Dây bass cũng vậy nè, nhiều khi các bạn không biết làm
đờn nghe mỗi ta tim. Cái đó là do không biết chỉnh. Đó, tôi đã giải thích là nhẹ luôn nhưng mà nó ra rung quý lực đó. Có nhiều không biết á, cái chỉnh sao hoài sao mà nó cái tiếng bass mình nó bị lép. Khải cái tiếng một dây một thì nghe hay lắm nhưng mà lên cái bass nó bị lép, hoặc là bass là hay quá mà xuống dây một bị lép là cũng cộng hưởng ở một cái mô hình của mình nữa nha. Dạ. Rồi tiếng thứ hai tremolo. Tremolo tức là các bạn ngâm thơ, rao cho người ta ngâm thơ đó. Hơn. Bởi vì tại sao trước khi tôi làm cái tiếng này vô á, tôi cộng hưởng cái tiếng này vô thì tôi phải copy cái tiếng được mang đó qua bên cái băng này rồi tôi mới cộng hưởng vô cái tremolo đó thì cái tiếng của nó ra nó chắc và nó quy lực y như là tiếng hoàn, không khác gì hết, nhưng mà nó có thêm cái tiếng tremolo vô để các bạn rao ngâm thơ cho người ta dễ nghe. Nếu như các bạn cái mô pin của các bạn hay á, các bạn khóa volume dưới lại và đồng thời các bạn sẽ đờn chữ đờn giống như là tiếng đờn bầu thì nó cũng sẽ ra tiếng đờn bầu. Tiếng đàn bầu mà nó nghe giống y chang luôn thì các bạn có thể bấm góc trên bên phải màn hình, nó có cái view clip mà mình đánh tiếng đàn bầu với lại tiếng sến. Đó. Bao ước. Rồi mình cũng sẽ chép cái tiếng đàn bầu nó vào trong cái bộ dữ liệu tiếng. Và tiếng màu quái. Màu quái. Tiếng màu quái này. Ví dụ như trong một cái vở tuồng nào đó thì các bạn làm màu, làm màu những cái điểm nào mà điểm nhấn của cái vở tuồng đó hơi hoa quái, nó hoa quái, quỷ quái lắm á. Ví dụ là hội họp á, nói chung là hội họp á. Còn là có một cái nào đó chuẩn bị trong nhà mình đặt trộm á. Nó là vậy. Thì nói thêm để cho bác bạn nắm thì thôi. Rồi bây giờ mình qua băng băng, băng còn 4D nữa, còn cái 4D nữa ha. 4D ăn trộm mới kêu đánh sáng dáng này theo nhặt nền. Đó, còn cái 4D này là mình sử dụng ốc cao. Thì tôi cũng copy cái tiếng độc man quy lực đó, tôi copy lên đây. Rồi tôi cộng hưởng vô cái tiếng octa thì nó sẽ ra cái tiếng octa quy lực luôn, y chang vậy luôn. Đa kim vẫn phải nhẹ, không cần là khải mạnh, nó ra được vậy đó. Nếu mà các bạn quýnh vào cái tiếng này mà các bạn khải mạnh thì nó sẽ bị bể tiếng. Chủ yếu tôi làm vậy để chi? Để cho các bạn nhẹ tai tim, đờn cho thoải mái cái tai tim mình, nó không bị mỏi, không mỏi tai tim. Nếu mà đờn nặng tay quá thì chắc mau vỡ cái tay tim mình chứ có gì hết á. Cho nên tôi thiết lập cho nó ra qua đây để chi cho các bạn cứ muốn đờn nhẹ tay tim thì cứ đờn qua cái băng này. À, thấy không? Tuy nhiên tất nhiên là tôi làm vậy nhưng mà thời gian tới tôi sẽ nghiên cứu thêm
tôi phải pha trộn nhiều hơn nữa để chi, để cho nâng cấp thêm nữa, cho sẽ nâng cấp thêm cho cái bộ tiếng này nữa. Các bạn cứ yên tâm, trước mắt là chúng tôi phải làm gấp để chúng tôi quảng bá về bộ tiếng của cái phơi này đến tay các bạn, để các bạn tiện việc suy tính sao của mình vừa túi tiền mình mà lại có những cái gì mình mong muốn ước trong trên hợp này. Mình nhờ mình đó. Hiện tại thì ở đây có nhiều mức giá các bạn, chúng ta có 100 giá là 2,5 triệu, nhưng mà cực nhất cho người chỉnh tiếng tại cái đó nó phải dặn bằng tay, nó không có bấm bằng máy được. Còn cái này thì 3,2 triệu, nó hơn cái phơ đó có 700,000 thôi, mà đầy đủ tất cả các loại tiếng và đường dây hiệu ứng của nó rất là đẹp, đến 10 hiệu ứng lận. Trong khi những cái phơ trước đó đời cũ hơn thì nó chỉ có 5 hiệu ứng thôi. Còn cái này với mức giá này tôi thấy là khá là mềm cho các bạn anh em nghệ sĩ đàn cổ. Cộng thêm cái nữa là cái phơ này nó được cái là màn hình nó chữ lớn, thứ hai cứ màu là hình màu nữa chứ không phải hình trước là trắng đen như trước đây tivi trắng đen giờ lên tivi màu rồi vậy đó. À, nó cộng hưởng được thêm với đó. Cái thứ ba nữa là nó cắm vào máy tính, là nó lót tiếng lên máy tính với phần mềm update rất là nhanh. Các bạn bấm bật cái là nó có thể nhảy tiếng sang ngay. Cộng với đôi tai và đôi tai tài hoa của anh Minh Nhàn nữa, chúng ta sẽ có được cái bộ tiếng này. À, cái băng 5, riêng cái băng 5 này cũng vậy thôi. Nâng cấp lên, từng từ mình nâng cấp lên từ từ. Có thể bước đầu mình chỉ làm tới đây thôi, nhưng mà sau này các bạn cần thiết tôi sẽ làm nâng nữa, nâng thân nữa, không sao hết. Đó, tiếng đồng anh của băng năm nó cũng quy được vậy đó. Cụ thể rất nhẹ, phải nhẹ, không có cần phải mạnh để cho có quy lực, không phải vậy. Quy lực hay không là do cái phơ này, lo do cái người lấy tiếng. Tiếng này nó rất là nực chắc luôn á, nó không bị rần nữa. Rau thôi là thấy phú gì được cỡ nào rồi, chưa được nói cái đợt rồi. 5A 5B cái tiếng nghe thùng tiếng nghe thùng. Qua đây là nó có xài được tiếng nghe ta thùng. Có thể mình đổi mô viên thì mình thích cái tiếng nào nó có thể chọn cái mô viên vô. Còn băng 5C tiếng kèn tiếng kèn cái tiếng kèn này nó hơi bay một xíu thôi các bạn, bớt lại thôi, cái tiếng đầu của nó, tiếng đầu ban qua để mình trộn thêm cái tiếng kèn vô thì cái tiếng nó sẽ ra quy lực như vậy. Cho nên các bạn yên tâm mà xài. Rồi thôi anh giới thiệu được năm cái tiếng, còn một tiếng cuối cùng nữa. Đúng rồi. Đó là tiếng phơi sơ cũng quy lực vậy, y chang vậy thôi. Bật lại, bật cái volume này. Đánh thử. Đánh. Bay như vậy đó, cũng hơi chút xíu bay bởi vì nó qua cái băng này mà mình nâng cấp lên là cho nó hơi bay một xíu. Nhưng mà đối với mình ngồi trên sân khấu mình đàn thì mình vẫn nghe bình thường, nhưng mà khi mà phát ra cái loa ngoài thì tự động bên đó nó sẽ bay. Câu cổ của cái tiếng phát sơ này cho các bạn nghe. Ừ.
hơi bay chút xíu, nhưng mà nó sạch, nó rất là sạch luôn, chứ nó không có bị cái tiếng khào nhiều quá. Các bạn nghe kỹ một lần nữa nha. Đây cũng là cái tiếng cuối cùng trong cái bộ 20 tiếng này. Ngoài ra thì chúng tôi có bổ sung cho các bạn thêm tiếng này bầu tiếng sến, sẽ đưa thêm ở dưới. Còn cái video mà đánh tiếng này bầu tiếng sến, các bạn bấm vào góc trên phải màn hình nó sẽ hiện ra. Rồi các bạn có nhu cầu muốn làm tiếng hoặc là mua phơ, mua đàn chuyên về guitar cổ thì các bạn hãy liên hệ với anh Minh Nhàn với số điện thoại hiện trên màn hình, anh có thể đọc 0938675959. Bộ dữ liệu tiếng này tên là Quy Long, được ra mắt vào tháng 6, tức là rồng quay về vào tháng 6. Và các bạn muốn sở hữu cho mình bộ dữ liệu tiếng này trên phơ NOS-MG300 hoặc là trên những phơ khác thì có thể liên hệ với mình nhà với sinh hoạt trên màn hình. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo.